Liệu khi nuôi rết các bạn có cần cắt nanh chúng không? Cặp răng nanh mà các bạn thường thấy ở rết thực ra nó không phải gọi là răng nanh, mà nó được gọi là fossibulate, là cơ quan nằm trên đầu con rết ngay dưới phần râu của chúng, và nó được xem như một cặp chân độ. Mặc dù cặp chân độ này không phải là nanh, nhưng rết đã tiến hóa cặp chân này thành một kiểu cấu hình gần giống như răng và được sử dụng với mục đích riêng biệt. Rết sẽ sử dụng chúng nhằm mục đích bắt giữ con mồi và bơm độc, sau đó nó sẽ nhai ngấu nghiến kẻ xấu số. Khi các bạn cắt đi phần chân độc này, rết sẽ gần như mất đi khả năng kiểm soát con mồi. Việc mất kiểm soát con mồi có thể khiến con rết bị tấn công, thậm chí là nó sẽ chết vì đói. Ngoài ra, việc cắt chân sẽ khiến rết stress rất nặng, và chắc chắn rằng con rết sẽ ra đi sớm hơn nếu bị cắt đi bộ phận này. Có rất nhiều bạn chọn việc cắt nanh rết nhằm thỏa mãn nhu cầu được cầm chúng trên tay. Tuy nhiên, theo mình việc làm này là không cần thiết và trái với tự nhiên. Nếu các bạn muốn cầm rết, hãy tìm kiếm những loài Nam Mỹ với vết cắn nhẹ như kiến. Còn không, hãy có trách nhiệm và suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn một loài vật có độc về nuôi nha. Và hãy nhớ rằng cắt nanh rết chứ đừng cắt nanh rết nha.